Suốt hai ngày nay, mạng xã hội dầm rộ thông tin Đan trường và vợ đại gia quyết định ly hôn sau 8 năm gắn bó. Mọi ngóc ngách đời tư của cặp vợ chồng này đều được Netiren đào lại, không ít người cảm thấy hụt hẫng tiếc nuối cho hôn nhân của Đan Trường và Thủy Tiên. Tuy nhiên, có thể thấy, Đan Trường và Thủy Tiên đã chọn cách chia tay văn minh nhất có thể. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, cả hai mới quyết định thông báo chuyện tan vỡ với công chúng. Đặc biệt, dân tình còn soi ra dù đã đường ai nấy đi nhưng hiện đan trường vẫn để ảnh đại diện là khung ảnh gia đình ba thành viên hạnh phúc như chưa hề có cuộc chia ly qua chi tiết này nhiều người cho rằng đan trường vẫn giữ được quan hệ bạn bè tốt với thủy tiên để cùng chăm lo cho con trai thiên từ sau ly hôn đan trường không đổi ảnh đại diện facebook sau khi ly hôn vợ đại gia đây là khung cảnh gia đình hạnh phúc của đan trường trước khi tan vỡ trước đó nói về lý do ly hôn vợ cũ đại gia của đan trường cho hay trong những năm vừa qua dù hoàn cảnh sống cách xa nhau về không gian thời gian nhưng tiên và anh trường vẫn cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình tuy nhiên sau tất cả những nỗ lực tiên và anh trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc một gia đình đúng nghĩa sau khi ly hôn bé thiên từ sẽ được mẹ chăm sóc đan trường cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm làm cha của mình đan trường và thủy tiên quyết định chia tay trong hòa bình ảnh sưu tầm facebook nhân vật